Trước khi bất ngờ nộp đơn xin từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 vào ngày 8 tháng 1 năm 2018, ông Đoàn Ngọc Hải từng kinh qua nhiều lĩnh vực công tác trong bộ máy chính quyền quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, ông Đoàn Ngọc Hải sinh năm 1969, từng có thời gian làm trong lĩnh vực thuế. Từ năm 2007 đến năm 2008, ông là Phó Phòng Kinh tế quận 1. Từ năm 2008 đến năm 2013, ông là Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Ông Lãnh. Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 4 năm 2015, ông giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận ủy quận 1. Từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016, ông làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, phụ trách kinh tế. Và từ tháng 3 năm 2016 đến nay, ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, phụ trách lĩnh vực đô thị. Ngoài ra, ông Đoàn Ngọc Hải là Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy quận 1. Trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân quận 1 vừa qua, ông thuộc nhóm đại biểu trúng cử với số phiếu cao nhất. Ông Hải được dư luận quan tâm đáng kể từ những tháng đầu năm 2016 với cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, phụ trách lĩnh vực đô thị, nhiều lần dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành ra quân xử phạt vi phạm trật tự đô thị. Chia sẻ với Thanh Niên sau khi nộp đơn xin từ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải cho biết, ông vẫn còn khát vọng làm việc, cống hiến nhưng lực bất tòng tâm. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.